Rồi bữa nay 30 tháng 4 nè, nhận được cái hợp đồng đi Khuê Ngọc Điền của Crong Bông của Đắk Lắk á. Giờ bắt đầu chuẩn bị bảo dưỡng. Cả 24 tháng 5 đi được, 24 tháng 5 khách chuyển khoản được nhưng đi được. Thì mọi người muốn xem lại cái video con này thì cứ vô cái danh sách phát máy đang mà sử dụng á, thì một lại số khung 1677 nha. Còn công ty, địa chỉ công ty mình ở Vĩnh Long nha mọi người, gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Hiện tại bây giờ thì cũng nhiều đơn vị nó lấy video mình, nó tự nhận là mình đó, cho nên mọi người cẩn thận dùm, nó mà YouTube nó không kiểm soát được đâu. Giờ quay sơ sơ cho mọi người xem. Mọi người muốn xem cái con này thì cứ vô cái danh sách máy đâu mà sử dụng, list máy đâu mà sử dụng, mọi người xem lại. Giờ thì nó vậy thôi chứ lúc mà giao máy chắc nó sơn lại hết rồi. Giờ bắt đầu lên máy nha mọi người. Đi về Crong Bắc của Đắk Lắk. Đã máy bảo dưỡng xong hết rồi. Rồi xong. Cái này mình đã có quay cái lúc làm rồi đó. Giờ sẽ sơ vậy thôi. Cảm ơn mọi người nha. Địa chỉ công ty ở Vĩnh Long nha. Đây. Rồi. Rồi, xin chào mọi người nha. Cập nhật tình hình máy ngày hôm nay, ngày 2 tháng 5 2018. Thì mới về thêm một cái lô máy 9 chiếc nữa. Thì giờ mình sẽ cập nhật số lượng máy trong kho. Thì kho hiện tại giờ còn khoảng 55 chiếc 70, còn 95 thì khoảng 4 chiếc, 105 2 chiếc. Mình sẽ quay sơ sơ mọi người xem nha. Còn nếu mọi người muốn xem kỹ hơn á, thì vào cái phần danh sách phát á, cái phần để cái 1 lít máy nó qua sử dụng á,
thì giọng nó đăng từng chiếc em nói nha. Hôm nay có để mấy chiếc 70 đẹp nè, này cho nắng xíu. Với mấy chiếc 95 gạt bắp, nhưng mà mình làm được mấy gạt bình thường nha, mấy gạt lúa bình thường nha. Công ty mình là địa chỉ ở tỉnh Vĩnh Long nha, chỉ có một công ty nhất ở Vĩnh Long thôi nha mọi người, không có chi nhánh bất cứ đâu hết. Ở phía trong này cũng còn một số máy để mình quay mọi người xem. Ở phía trước thì có một số máy để hồi mình đang trước mình quay, giờ mình chuẩn bị ra sao mình quay chỗ khu bảo dưỡng cho mọi người xem. Là máy đây mình bán là sẽ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc, máy gặt á, còn máy cài thì tùy chiếc nha. Nhưng mà mỗi máy bán xong đều có bảo dưỡng miễn phí hết nha mọi người. Đây, phía sau này là cái khu bảo dưỡng máy của mình. Những cái máy mà đã bán thì mình sẽ đem ra sao bảo dưỡng cho khách nha. Đây, một số máy cài mới về nữa nè. Để hồi mình quay từng con. Vì 6040 với 7040. Cái 95 này đã bảo dưỡng xong rồi nè. Còn chiếc này thì đi vô Linh quản trị nè. Để bảo dưỡng. Ghi Đắk Lắk đã làm xong rồi. Trường hợp máy nó bị nó phải trả tiền á thì mình sẽ làm lại nguyên chiếc giống vậy, làm mới lại. Còn bên kia là để máy cuộn rơm, cục cuộn rơm á. Đây đang bảo dưỡng máy nè. Rồi, khu đó là để máy rồi. Rồi mình gần trước mình quay tiếp nha. Rồi, xin chào mọi người nha. Nếu mà mọi người cảm thấy thích cái kênh video của mình á, thì ở phía đây nè sẽ có hiện cái nút đỏ nút đăng ký á, thì mọi người nhấp vào đó là mọi người sẽ theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Rồi ủng hộ mình cách like video ha. Cảm ơn mọi người nha. Đây là khu máy cài phía trước á, với kèm theo mấy chiếc 105. Để mình quay cho mọi người xem. Thì cũng đang về, để hồi nó quay mấy cái máy cài đang về. Bây giờ quay sơ sơ trước nha. Phía sau vẫn còn máy cài ha. Ở trong đây là mấy máy cài Massey Ferguson mới 100% nha. Được nhập từ Mỹ hoặc là Ấn Độ với lại Brazil.
Còn phía bên đây là hai chiếc 175 mình đang có. Rồi, địa chỉ của mình là ở 167 quốc lộ 53 nha, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long nha. Đây là quang cảnh để mình quay cho mọi người xem. Mình chỉ có một công ty nhiếp ở tỉnh Vĩnh Long nha, bất cứ ở đâu mà ông nhận là Thủy Tiên là không phải nha, không có đâu có chi nhánh đâu. Ở đây là trục đường quốc lộ 53, mình ở đầu đường, còn cái chỗ chơi bên cái tòa nhà trắng trắng xa xa kia có cái bụi cây là đó là bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long ha. Thì mọi người chứ Tỉnh Vĩnh Long cách đây có khoảng chỉ có 500m thôi, cũng gần lắm. Địa chỉ của mình là 167 quốc lộ 53 của ấp Long Thuận nha, xã Long Phước, Long Hồ, Vĩnh Long nha. Mọi người có thể gọi số này cũng được, không gọi số của mình, có 123 9100